Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, đây là khuôn viên tại sân dàn chim của Thao Chim Cu Gáy. Cái này thì mình đã phát trực tiếp ở trên Facebook, nhưng mà mình đang ghi hình lại qua cái video trực tiếp đó. Đấy cũng là một cái cách để mình tiết kiệm thời gian, mình muốn gửi đến những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc chim cu của mình dành cho quý vị các bạn, fan, những khách hàng, những người yêu thích đam mê chim cu, có thể là giải trí. Thì trên màn nhỏ các bạn có thể thấy là nó là cái con dấu mà mình khắc khi mà mình mỗi một lần mình đóng hộp, mình sẽ niêm phong vào cửa để bảo vệ cái trong quá trình chuyển chim các bạn, tránh những việc nhầm lẫn, đổi chác hoặc là rủi ro. Một phần là cũng đừng bảo vệ cái uy tín của bên mình khi bán hàng, một phần là cũng bảo vệ cái lợi ích cũng như cái quyền lợi của các bạn khi các bạn bỏ đồng tiền, các bạn mua một chú chim của bên Thao Chim Cu Gáy Hay. Rồi, tám tháng, tám hôm rồi. Những em yêu thích chim cu gáy có thể chia sẻ bài này giúp mình trên cái trang cá nhân được không ạ? Để cho các thủ, các anh em đam mê chim cu có thể thưởng thức vào buổi sáng trước khi bắt đầu công việc. Và sau đây xin giới thiệu với các bạn một màn đấu chim. Cái vế đỏ đó cô nhỉ? Đây là cái con có ống đồng lồng, có con rồng ở cửa. Còn con đang trên màn hình đây là con thổ. Con mồi thổ rất là hay. Thì chim thì các bạn nên nhớ là sau một đêm buổi sáng ra thì chúng rất là căng. Các bạn nên tập cho chim gáy vào cái lúc sáng như thế này. Đây là con chim trống. Chim trống nó cũng con mái nó ở phần trên. Con này vừa là bố vừa cặp đôi sinh sản. Con này ưu điểm thì chân rất là độc, độ thuần rất là cao. Phấn hồng ngực. Chim này thì nó cũng âm giọng thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà mình quý nó là nó thân thiện với mình, nó gắn liền với mình lâu rồi. Và đặc biệt là bộ cườm của nó trông rất là đồ sộ, gần như là con chim này là sờ vào người, vuốt chân, vuốt đầu và thả ra là vô tư, nó không bỏ mình. Cái này nó cũng là cái đam mê đấy các bạn ạ. Sáng ra mà không trêu nó một vài lần, nó không đăng bài, không nghe tiếng chim gáy thì nghe có vẻ rất là bâng khuâng kiểu gì ạ. Các bạn thấy là con chim trông tướng đáo rất là khôn. Facebook và cái Zalo cũng như là một số cái comment mà nó chưa đi tốt thì thực ra là mình không hay. Đó, con mái đang ở trên ô đẻ các bạn làm tầm như thế là vừa như cái lúc đó con mái con trống nó được cù như này nó sẽ giảm căng và nó sẽ đỡ đánh con mái nhiều các bạn. Nếu như là con mái con trống giai đoạn mà sắp nở mà mình không ngủ cho nó nhiều nó sẽ đánh con mái. Con mái không thuần thục nó bỏ con bỏ trứng luôn. Đấy. Để nó xuống nó chịu trống. Chính vì vậy các bạn gặp phải lỗi là chim là thường không ra được con chim non, bởi vì nó là những cái một trong nó lại gù đấy, nó gù nhiều này, nó giảm sinh lý nhiều, nó giảm căng. Bây giờ mình sử dụng cái phần mềm quay phim màn hình đang quay lại cái bài phát ở trên Facebook, đúng không? Có thể là cái hình ảnh hoặc là cái độ âm thanh với hình ảnh nó không được khớp nhau lắm, nhưng nó vẫn thuộc về cái video của mình, hình ảnh của mình. Với em này, với em mình lúc nào cũng cần thêm một nhân công, đó là may trong anh em người nhà có bà cô, nên là bà cũng cho chim ăn dọn dẹp, giúp đỡ mình, hỗ trợ mình cho cái trang trại chim của mình. Mình có thời gian để mà đăng bài chia sẻ với các bạn. Đó. Chim các bạn có thể cho xuống đất để ốp vào nhau để nó ngủ, một phần nó sẽ căng. Đó. Con thổ xịn của mình đấy, nó đang ngủ con ở cái khay phân màu tím. Hai con này nó, một con thì tố chất khách, một con tố chất mồi, nó đấu nhau. Sấm nói nhá, con này sấm nói anh em nhá, độ thuần cực cao. Chào Đức Anh nhá, chào Thiên Ngọc nhá. Sấm nói lấy ra bao nhiêu? Bạn Nguyễn Hiếu à? Kìa sấm nói kia. Hù à? Con đồng kia có khiển được không anh? Con đồng thì lúc khiển được lúc không. Nó con đồng thì chơi khỏi phải nghĩ luôn này. Xuân tóc đỏ, Nguyễn Hiếu, anh em đam mê cu có thể hàng tháng các anh em đọc báo cà phê có thể đăng ký trang Facebook của mình, có thể là được thưởng thức những khoảnh khắc chim như thế này, mình rất thích. Sáng ra một lúc là cho với em nó dạo dạo một chút. Đấy. Em có thể cho một tràng vào tay được không ạ? Chia sẻ giúp cho mình cái này để cho nhiều anh em đam mê chim cu cùng thưởng thức. Xuân tóc đỏ nhá. Con này thuần lắm. Con này mình tối mình cho nó ngủ ở đây này. Ngày nó xuống đây nó chơi nó trông. Sáng là báo thức cho anh em dậy để chuyển chim đi sớm. lên sàn thi đấu. Cái này mấy hôm nay mình chưa tắm được nhưng mà nó không được mượt lắm. Đến đây, đến đây, đến đây. Bạn đưa cựa trắng luôn như hay hả con. Vợ mình lên 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 không à. Mấy em này là mấy em hot như trời Hàn, muốn đánh cánh. Nếu như mà quý vị các bạn có dịp ghé thăm quê hương Ba Vì của chúng tôi, mời các bạn đến cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa và hỏi thăm đến đồng chí Thao nuôi chim cu gáy. Ai cũng biết ở cả cái dãy phố cổng Đà Điểu đó, gần như cái ngã ba để các bạn đi vào khu dinh Khoang Xanh Suối Tiên nhé. Nếu mà các bạn đi từ đại lộ Thăng Long đi thẳng lên Ba Vì, không rẽ về Xuân Tây, không rẽ Xuân Mai, đi qua cầu lên cầu đúng 16 cây nữa, bắt đầu hết cái xã Yên Bài đến xã Vân Hòa đến của tôi. Từ cổng làng Vân Hóa lên 7 cây. Buổi sáng hôm nay thì mình phát livestream nó khá dài, cái video này nó khá dài. Trên là nhỏ con đấy là con F mấy của thế hệ Nhật live với chúng ta. Nó ngủ rất là ít nhưng mà nó gáy cũng không hay lắm, ngủ rất là ok luôn. Đấy, các bạn có thể xem cái con dấu là chim cu gáy hay, vườn chim cu gáy Bắc Bộ, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó là cái thương hiệu của mình, đó là cái quan điểm kinh doanh đam mê của mình. Trong khuôn khổ của cái livestream hôm nay mình là con clip số 1 và con này là con clip số 2. Cái này ông, cái này là đồng. chim giàn. Là chim rừng già lâu rồi, đứng lồng lâu rồi. Nam Định gửi vào trong ngày luôn, có vấn đề là Nam Định gửi về thành phố hay là gửi Bixi hay là gửi về đâu. Bixi vô tư mình hay gửi về Bixi Nam Định lắm. Anh em nào yêu thích con này mình đặt tên là Ronaldo số 7 nhá. Độ thuần rất cao, phải nghĩ luôn. Mắt đỏ, luồng óng ánh. Mua đôi non dạn về làm chim khách mới là chuẩn đấy. lấy thì mình để cho hai con như thế này. Chim thì nó kiểu dạng như thế này. Hoặc là các bạn lấy một con đực bánh tẻ. Hoặc là nếu mà lấy cái loại này thì nó cũng ăn được rồi. Nó ăn được rồi các bạn. Giang Anh tóc đẹp, hâm mộ anh quá, ok. Cảm ơn Giang Anh tóc đẹp. Đây, nhà mình chim thả ra rất nhiều, nhưng mà thả nó ở trong cái nhà lưới này. Rất nhiều chú chim của mình được thả quanh quẩn đây từ lâu rồi. Bao nhiêu lâu nay là nó vẫn cứ đậu ở đây, nó ăn đi ăn lại ở đây. Mình muốn có một vài em tự nhiên. Bởi vì mình làm cái nhà lưới này là nó cũng không ra được rồi. Quanh quẩn ở đây, tối con nào không dạn nóng thì mình lại cho vào. Mình sẽ để riêng cho bạn, đánh dấu riêng cho bạn. Mình sẽ đánh dấu mực đỏ ở đầu nó ấy. Đây đánh dấu cho bạn Hiếu luôn rồi. Nay đi họp cho con xong thì điện lại. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Hiếu. một ông bố rất mẫu mực. Ok, em này rất là tợn. Bạn thấy là đây là gần như là huấn luyện viên này. Em này của mình là rất là thuần, rất là đáng yêu. Cho xuống đất cho nó tơi một tí. Đúng. Anh em nào mà mua đa hoặc mua chòe than có thể alo cho mình. Chim rất là thuần đúng không? Ok, được cái thì mình làm chim thì mình cũng rất là có kinh nghiệm, nên là bạn yên tâm. Một năm mình bắt, mình chọn lên hàng vài nghìn con chim ấy. Lúa cho chim. Lúa. Chim ăn ngô cái phần nhảy đỏ ấy. Bạn có thể cho uống thêm dầu mắt cá, ăn thêm lạc. Lạc này các bạn rang lên, các bạn nhá ra cho ăn. Đậu xanh thế. Nói chung là hàng ngũ cốc các bạn nên rang lên. mọc cườm thì chỉ tầm bắt đầu mọc cườm thì tầm khoảng 2 tháng nữa là nó có thể gáy được rồi. Chim mà từ lúc nó lở ra đến lúc nó bắt đầu gáy được tầm 3 tháng rưỡi đến 4 tháng là nó đã gáy. Cái là tiếng gáy của nó không chắc như là chim già đâu. Đây là khuôn viên đằng trước nhà mình. Mình muốn treo một vài cái giỏ phong lan. Anh em nào mà chơi phong lan có thể là giao lưu với mình qua cái đổi chim cu gáy lên phong lan được. Mình muốn treo khoảng chục giỏ. Đây để cho nó có khuôn viên một chút. Anh em nào chơi phong lan thì có thể đổi chim giao lưu với mình. Cái nhà lưới này mình muốn là tạo thành một cái sân chơi câu lạc bộ chim ở tại Ba Vì. Anh em nào ngày nghỉ thì mấy anh em mang chim ra đây để giao lưu, để thẩm chim, trà đá, đàm đạo với chim. Xong đói này gáy đi. Rất thích cái giọng như em này. Đây là chim khách đấy nhá, Ronaldo số 7. Ok, xin chân thành cảm ơn tất cả các fan hâm mộ trong một buổi sáng hôm nay đã chia sẻ bài cũng như đã theo dõi những khoảnh khắc chim cu gáy của mình. Nếu các bạn quý Thao Chim Cu Gáy, các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay ở trên YouTube và các bạn trên Facebook với cái tài khoản Facebook là Chim Cu Gáy Hay. Ngoài ra các bạn có thể kết nối với Zalo của mình bằng cái số điện thoại mình đang liên hệ với rất nhiều người là 01 63 53 05 982. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn buổi livestream của sáng ngày hôm sau.